Hoan hỉ chào đón quý vị quý anh chị đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, dân gian ta có câu: tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Đó là câu nói của dân gian về duyên phận, duyên sinh. Gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết với nhau thì bởi chữ nợ. Bên cạnh đó, có những cái cặp vợ chồng ấy, chỉ lấy nhau được vài năm đã hết duyên, để cạn tình, cạn nghĩa. Ngoài những cái nguyên nhân như là tướng hành xung ấy, thì theo quan niệm về tử vi học, đã có một số cặp đôi con giáp rất là xung khắc, từ cái chuyện hôn nhân gia đình cho đến cái chuyện sự nghiệp. Dưới đây là những con giáp rất xung khắc về đường tình duyên, khi đến với nhau rất dễ tan vỡ, cuộc sống thì nghèo khổ, thiếu thốn đủ đường, thậm chí là dẫn đến chuyện là sinh ly tử biệt. Thì đó là những cặp con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 6 cặp con giáp lấy nhau là nghèo sơ sát, khó khăn ập đến, khổ cực suốt cuộc đời. 1. Cặp thứ nhất là cặp tuổi Tý và tuổi Ngọ, đúng không? Tý và Ngọ. Thì nằm trong top con giáp tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu, nên là những người tuổi Tý và những người tuổi Ngọ không nên lấy nhau. Không chỉ vậy, những người tuổi Tý thì có thói quen là gì? Hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm. Trong khi đó, những người tuổi Ngọ lại là những người rất hào phóng, hết lòng giúp đỡ người khác. Tiền bạc đối với những người tuổi Ngọ chỉ là phù du. Vì vậy, khi Tý và Ngọ kết hợp với nhau, thì gì? Tuổi Ngọ sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, khó hòa hợp. Chưa hết, những người tuổi Ngọ thì hầu hết đều là gì? Có nhu cầu sống độc lập, thích bay nhảy và ưa sự di chuyển. Trong khi đó, những gia chủ tuổi Tý lại luôn có nhu cầu tìm hiểu, kiểm soát đối phương. Nên khi các cặp đôi này mà kết hợp với nhau về lâu dài, tuổi Ngọ có thể cảm thấy là bế tắc, tù túng trong cái mối quan hệ đó. Từ đó nảy sinh ra cái khoảng cách giữa hai người. Cái cuộc sống hôn nhân ấy thì khó lòng mà bền chặt được. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý và những người tuổi Ngọ thì đều là khá là cố chấp, có cái tôi cá nhân cao. Vì vậy, hay xảy ra những cái mâu thuẫn. Và khi cái mâu thuẫn nó xảy ra thì mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai, sẽ khiến cho mâu thuẫn ngày càng được dâng cao. Hạnh phúc gia đình không sớm thì muộn cũng sẽ dễ dẫn đến chuyện là tan vỡ. Đó là cặp đầu tiên, là cặp tuổi Tý và tuổi Ngọ. Cặp thứ hai là cặp tuổi Sửu và tuổi Mùi. Hai con giáp này dường như là đối lập về cái bản chất, thì nó hoàn toàn khác nhau. Trong khi những người tuổi Mùi là những người mơ mộng, hơi lập dị, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như những người tuổi Mùi cho rằng chính cái sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế cái khả năng của họ. Trong khi đó, những người tuổi Sửu lại thấy những người tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức là khó chịu. Tuổi Sửu có thể nói là một trong những người chính chuyên, khá đặt nặng cái vấn đề tiền nong, chăm chỉ làm việc, liên tục vươn lên phấn đấu, đòi hỏi bản thân và bạn đời của mình lao động làm việc không ngừng cho con cháu sau này. Ngược lại, những người tuổi Mùi ấy lại gì? Không phải là cái tuýp người có trách nhiệm, thường có tính ỷ lại, thậm chí lại dựa dẫm vào người khác. Hai tính cách này khi mà kết hợp với nhau thì ban đầu có thể như là gì? Nam châm trái dấu hút nhau. Bởi rất có thể tuổi Sửu ấy muốn được sự che chở, bao bọc của những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, cái mối quan hệ này nếu mà duy trì lâu dài sẽ khiến cho cả hai con giáp cảm thấy là mệt mỏi, nảy sinh ra rất nhiều cái mâu thuẫn về cái quan niệm sống cũng như là cái cách thức làm việc. Đó là cặp thứ hai. Cặp thứ ba đó là gì? Tuổi Dần và tuổi Thân. Dần và Thân. Thì mối quan hệ giữa tuổi Dần và tuổi Thân thì cũng giống như hai đường thẳng song song, không có điểm nào chung nhau cả. Cuộc sống vợ chồng thì dễ rơi vào cái tình trạng là nhàm chán và bất đồng quan điểm. Cái nguyên nhân là do hai con giáp này thì đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, đấy, cái tôi cá nhân lại quá cao. Vì vậy, khi hai người kết hợp với nhau thì tuổi Thân sẽ hay nảy sinh ra những cái đố kỵ, không cam lòng với những người tuổi Dần. Trong khi đó, những người tuổi Dần sẽ cảm thấy là những người tuổi Thân khá nhỏ mọn và khá là phù phiếm. Hay là những người tuổi Thân ấy, coi những người tuổi Dần là những kẻ mà thích làm bề trên, lên mặt trận đời. Và còn trong mắt những người tuổi Dần ấy, thì những người tuổi Thân là những kẻ mà ham chơi, bông đùa, chỉ thích đua đòi, ích kỷ. Bên cạnh đó, cả hai đều gì chạy theo cái sở thích của riêng mình. Tuổi Thân thì muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, đúng không ạ? Trong khi tuổi Dần lại cần cái sự tự do. Nếu tuổi Dần và tuổi Thân mà kết hôn với nhau ấy, cả hai con giáp này sẽ rất khó mà gắn kết cùng nhau được. Khi vợ chồng mà không đồng lòng ấy, thì chắc chắn họ sẽ gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống,
đặc biệt là cách nuôi dạy con cái. Vậy nên cái cặp dần thân này là một trong những cặp mà không nên lấy nhau. Tiếp theo, cặp thứ tư đúng không? Đó chính là cặp những người tuổi Mão. Cặp Mão và Dậu. Khi trở thành một cặp uyên ương thì tuổi Mão và tuổi Dậu khó mà để hài lòng được với nhau, bởi cái tính cách của hai con giáp này thì hoàn toàn trái ngược nhau. Những người tuổi Mão ấy, thì thường đưa ra ý kiến chủ quan và họ thường gặp phải khó khăn khi mà giải quyết các vấn đề thực tế. Trong khi đó, những người tuổi Dậu lại luôn đòi hỏi cái sự chính xác từ cái công việc và gì, từ những việc làm nhỏ nhặt. Vì vậy, trong mắt của những người tuổi Dậu thì những người tuổi Mão thì là những người gì đoảng. Còn trong mắt của những người tuổi Mão thì những người tuổi Dậu là những người đòi hỏi quá cao và hay chê bai người khác. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão thì là gì? Là những người thường xuyên có lối sống và hưởng thụ, phụ thuộc và gì không thích chỉ đảm trách cái nhiệm vụ. Ngược lại, những người tuổi Dậu lại là những người khá cầu toàn, nên tuổi Mão khó lòng mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn của những người tuổi Dậu đề ra. Nếu mà cố chấp đến với nhau về lâu dài thì cặp đôi này sẽ cảm thấy là mệt mỏi, chán nản và thậm chí là gì? Dẫn đến là cái chuyện là đường ai nấy đi. Đó là cặp thứ tư. Tiếp theo cặp thứ năm, đó là những cặp con giáp là tuổi Thìn và tuổi Tuất, đúng không? Thìn và Tuất. Thìn nằm trong bộ tứ hệ xung là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nên những người tuổi Thìn và tuổi Tuất thì không nên trở thành đôi với nhau. Những người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng khá là gia trưởng, thích cái thị uy với người khác và không chấp nhận bị xem nhẹ. Trong khi đó, những người tuổi Tuất lại là người trung thực, không thích to tiếng hay là làm theo lệnh của những người khác. Vì vậy, cái lối suy nghĩ áp đặt, độc đoán của những người tuổi Thìn sẽ khiến cho những gia chủ tuổi Tuất cảm thấy là khó chịu và tù túng. Không chỉ vậy, tuổi Tuất còn khá nhạy cảm trong chuyện tình cảm, thường tận hưởng cái cảm giác cô đơn để lấy lại cái cân bằng. Tuy nhiên, trong mắt của những người tuổi Thìn thì Tuất lại là những con giáp quá mà đa sầu đa cảm, ướt át tới mức là khó có thể chấp nhận được. Chính vì cái tính cách trái dấu này mà hai con giáp này khó lòng có thể hòa hợp với nhau. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn rất giỏi giao tiếp và có nhiều cái mối quan hệ bên ngoài và thường xuyên ưu tiên cái sự nghiệp lên trên cái chuyện tình cảm gia đình. Bên cạnh đó thì những người tuổi Tuất tuy không giỏi giao tiếp nhưng lại biết cách chăm sóc gia đình. Nhưng cái bản tính của họ lại rất gì hay ghen và đa nghi. Nếu mà sánh đôi cùng tuổi Thìn thì cả hai cũng cảm thấy là vô cùng mệt mỏi do bản tính đa nghi và kiểm soát của những người tuổi Tuất. Khi lòng tin giữa hai người mà có vết nứt thì chắc chắn cái mối quan hệ này cũng sẽ không được bền lâu. Đó là cặp đôi thứ năm. Tiếp theo cặp đôi thứ sáu là những người tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Thưa quý vị, cái bản tính của những người tuổi Tỵ thì gì trong nóng ngoài lạnh và thường đưa ra cái ý kiến chủ quan và gì hay nói vòng vo và không đi thẳng vào vấn đề. Trong khi đó, tuổi Hợi thì họ lại là những tuyết người thẳng thắn, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, cái cuộc nói chuyện của hai con giáp này thì rất thiếu tính xây dựng. Với cách nói vòng vo tăng quốc của những gia chủ tuổi Tỵ sẽ khiến cho gì những người tuổi Hợi cảm thấy tức tối, khó chịu. Ngoài ra, những người tuổi Tỵ còn rất hay ghen tuông mù quáng và cảm thấy thì bất an trong cái mối quan hệ tình yêu. Còn những người tuổi Hợi ấy thì khi yêu ai, họ thường rất trung thành, trung thủy với người mình yêu. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Hợi lại giữ cái bí mật riêng cho mình. Và điều này luôn làm cho những người tuổi Tỵ là nảy sinh ra những cái nghi ngờ. Trong tình yêu, nếu mà luôn nghi ngờ nhau ấy thì chắc chắn cái chuyện tình cảm dù có đẹp đến mấy thì cũng sẽ không đi đến đâu và rất dễ bị chấm dứt. Thưa quý vị, nếu vợ chồng không hợp tuổi như những cặp con giáp ở trên đây thì cả đời họ sẽ gặp nhiều cái vận xui như làm ăn để không thể phát triển, gặp hạn về đời con cái, thậm chí là dẫn đến chuyện là sinh ly tử biệt. Ngược lại, nếu vợ chồng hợp tuổi thì cuộc sống hôn nhân sẽ được hòa hợp, êm ấm, làm ăn thì phát đạt, con cái thì ngoan ngoãn, chăm ngoan học giỏi và thành đạt. Vậy thì những cái cặp đôi nào mà may mắn tìm được nhau và ở bên nhau hưởng những chuyện giàu sang phú quý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 6 cặp con giáp cứ lấy nhau là xác định hạnh phúc giàu có cả đời. 1. Cặp thứ nhất là cặp gì? Tuổi Ngọ và tuổi Dần, đúng không? Tuổi Dần và tuổi Ngọ thì được bộ bán tập hợp là Dần Ngọ Tuất. Trong các cặp con giáp thì Ngọ và Dần được xem là cặp con giáp mà khá là lý tưởng. Dù trong cái mối quan hệ nào ấy thì Ngọ và Dần đều có cái sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Bản tính trời sinh của những người tuổi Ngọ là những người thích lao dung thoải mái, tự do và không thích lo nghĩ quá nhiều,
nhưng bên cạnh đó họ lại là những người luôn có trách nhiệm với gia đình và công việc. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần ấy thì luôn là gì? Là những người mà cầu tiến, có ý chí và luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để đạt được những cái thành công, đạt được những cái điều mình mong muốn nhất. Chính vì thế, cả hai đều có chung một lý tưởng và cùng nhau cố gắng xây dựng để thay đổi cái cuộc sống, xây dựng cuộc sống hôn nhân ấm êm, hạnh phúc. Có thể nói rằng, nếu mà lấy nhau thì những người tuổi Dần và những người tuổi Ngọ thì sẽ dễ dàng có được cái sự giàu có về cái vật chất và hạnh phúc về mặt tinh thần. Đó là cặp con giáp đầu tiên. Cặp con giáp thứ hai là những người tuổi Thân và những người tuổi Thìn. Thì những người tuổi Thân và những người tuổi Thìn ấy, thì theo tử vi học mà nói, có thể nói cái tính cách của những người tuổi Thân và những người tuổi Thìn thì khá là trái ngược nhau. Nhưng mà khi kết hợp lại, họ lại đặc biệt gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Thìn vốn là những con rồng ấy, họ là những người mạnh mẽ, tự lực tự cường và thường không thích những cái người nhu nhược yếu đuối. Trong khi đó, những người tuổi Thân là những người có tính cách ngay thẳng, trung thực. Họ luôn biết nghĩ cho người khác và luôn thấu đáo trong mọi chuyện. Chính vì thế mà những người tuổi Thân và những người tuổi Thìn cùng nhau về chung một cái ngôi nhà, họ sẽ giải quyết những mọi khó khăn của cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Cái sự nhẹ nhàng của những người tuổi Thân sẽ kìm bớt cái sự nóng nảy và vội vàng của những gia chủ tuổi Thìn. Nhờ vậy mà mọi việc dần dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi. Trước khi kết hôn thì có thể hai tuổi này thì còn khá là nghèo khó, nhưng sau đó nếu mà đến với nhau và luôn sát cánh bên nhau, đồng lòng chung sức với sự kết hợp ăn ý tuyệt vời, thì họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng được cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh đó, tài vận thì ngày càng dồi dào và phong phú. Đó là cặp thứ hai. Tiếp theo, cặp thứ ba là tuổi Dậu và tuổi Sửu, đúng không? Dậu và Sửu. Thì theo tử vi học ấy, những người tuổi Dậu kết hợp với những người tuổi Sửu sẽ tạo thành một cặp đôi mà có gì tình cảm sâu đậm, khó ai có thể sánh bằng. Cái điều này còn được cho là hai con giáp này đều thuộc tiếp người cần mẫn, chăm chỉ và sống chân tình, tử tế với hầu hết mọi người. Dậu và Sửu thì không phải xuất thân trong gia đình giàu có, nên là họ luôn hiểu được cái giá trị của cuộc sống, luôn biết được chỉ có làm thì mới có ăn, nên họ trân trọng cái sức lao động và tiền của mà mình làm được. Bên cạnh đó, cả hai tuổi này thì đều có cái ý chí cầu tiến, muốn hướng tới tương lai tốt đẹp và gây dựng được cuộc sống ổn định và bền vững. Chính vì thế, nếu mà trở thành phu thê thì họ sẽ có trách nhiệm với đối phương. Cái sự chăm chỉ của những người tuổi Dậu kết hợp với sự ổn định của những người tuổi Sửu sẽ tạo nên một gia đình đầy đủ, hạnh phúc và sung túc và viên mãn. Nếu mà chăm chỉ làm ăn ấy, thì cái cặp vợ chồng tuổi Dậu và tuổi Sửu sẽ có thể tích lũy được một cái khối tài sản lớn, thoải mái sống an nhàn lúc về già. Đó là cặp thứ ba. Tiếp theo là cặp thứ tư là tuổi Tý và tuổi Hợi. Tuổi Tý và tuổi Hợi nhé, thì cũng là một trong cặp đôi vô cùng hợp nhau để trở thành phu thê, đó chính là tuổi Tý và tuổi Hợi. Trời sinh tuổi Hợi là những người nhu mì, nhân hậu, luôn thấu hiểu cho những người khác. Ngược lại, tuổi Tý lại được cho là những người bộc trực, thẳng thắn và thực tế và rõ ràng, phân định trắng đen một cách sạch sỏi. Khác nhau như vậy nhưng mà Tý và Hợi lại vô cùng phù hợp để trở nên thành vợ chồng. Họ chính là các cặp đôi hoàn hảo, có thể bù trừ cho nhau và gì có khả năng xây dựng cái gia đình hạnh phúc, sung túc, khó ai sánh bằng. Bản chất lương thiện của những người tuổi Hợi thì được trời ban cho nhiều phúc đức, làm việc gì thì cũng dễ gặp may mắn và được thần tài chiếu cố. Trong khi đó, tuổi Tý lại thông minh, giỏi giang, vừa biết kiếm tiền lại vừa biết quản lý tiền nong, cũng như là gì giỏi đối nhân xử thế. Chính vì vậy, nếu mà cùng nhau xây dựng cái gia đình, Hợi và Tý sẽ tạo dựng được cái cuộc hôn nhân hoàn hảo và hài hòa. Hậu vận thì viên mãn, dài, không biết nghèo khổ là gì. Đó là cặp thứ tư. Tiếp theo là cặp thứ năm là tuổi Mão và tuổi Tuất. Mão Tuất là nhị hợp, đúng không? Thì người ta nói ghét nhau như chó với mèo, nhưng mà trong tử vi học ấy, Tuất và Mão lại là con giáp hợp nhau đến không thể ngờ được. Trời sinh tuổi Mão là những người điềm đạm, thấu đáo và luôn đặt tình cảm lên trên lý trí. Còn tuổi Tuất thì ngược lại, họ chân thành, chắc từ trong tâm hồn và gì dĩ hòa vi quý, yêu ghét thì rõ ràng. Tử vi học có nói tuổi Tuất và tuổi Mão được sinh ra là có số mệnh phu thê. Một khi mà ở bên nhau thì gần như là chuyện gì cũng được may mắn, suôn sẻ và thuận lợi hơn những người khác. Tuổi Mão có thể tìm được cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tuổi Tuất. Trong khi đó, tuổi Tuất lại có thể kìm được cái sự nóng giận và tìm thấy cái sự bình yên ở những người tuổi Mão. Cũng giống như cái cặp Tý và Hợi,
thì hai con giáp này luôn bù trừ cho nhau về mọi mặt. Đặc biệt là gì, nếu mà cùng chung một nhà thì gia đạo không những an khang thịnh vượng mà gì còn dễ giàu sang phú quý, khiến cho mọi người phải ghen tị. Càng sống bên nhau thì cặp này thì càng không thể tách rời nhau. Cả đời thì không lo thiếu thốn về tiền bạc, hạnh phúc thì ngập tràn, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Đó là cặp thứ 5. Tiếp theo là cặp thứ 6 là những người tuổi Tỵ. Tỵ và những người tuổi Mùi. Đấy. Trời sinh tuổi Tỵ là những người mà duyên dáng, gợi cảm, nhưng mà thì hay ghen tuông, đúng không? Nếu kết hợp với những người tuổi khác thì có thể gây ra những mâu thuẫn xích mích. Nhưng nếu mà đứng cạnh tuổi Mùi ấy, thì lại rất hợp với nhau. Sở dĩ như vậy vì những người tuổi Mùi là những người mà thích được người khác đánh giá cao. Thế nên cái tính thích sở hữu của những người tuổi Tỵ lại khiến cho những người tuổi Mùi nâng cao được cái tự tôn, vì cho rằng đó chính là cách thể hiện tình yêu nồng nàn của những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó, cái sự mềm mỏng và hiền lành của những người tuổi Mùi ấy, sẽ rất thích hợp để ở bên cạnh những người đóng đánh như những người tuổi Tỵ. Chính vì thế, tuổi Tỵ và tuổi Mùi thành đôi thì sẽ trở thành một cặp vợ chồng hoàn hảo, ăn ý với nhau và có cuộc sống viên mãn, cùng nhau lao động và tích lũy cái của cải cho một cái tương lai hạnh phúc dài lâu. Thưa quý vị, trên đây là các cặp vợ chồng theo tử vi học là không nên bén duyên với nhau. Tuy nhiên, các bạn đã yêu thương nhau thật lòng thì hãy cùng nhau nắm tay mà qua vượt qua những cái dông bão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy like, share và đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những cái câu hỏi nào. Mọi quan điểm, mọi thắc mắc của các bạn thì các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng tôi cùng được chia sẻ và sẽ trả lời các bạn một cách sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.